Tôi xin tiếp tục tuyển hai. Đủ rồi. Trận thi đấu giữa hai đội Liên Quân Trường Học và đội Di Lộc đã chính thức được bắt đầu. Đánh bóng không qua lưới, điểm cho đội Di Lộc 1-0. Bóng không qua lưới, điểm cho đội Di Lộc 2-0. Vì chiều nay thời tiết nắng nóng nên cũng ảnh hưởng phần nào đến chất lượng thi đấu của hai đội. Tập bóng tốt, đội điểm cho đội Trường Học 1-2. Vượt cột. Đập bóng tốt, đổi điểm cho đội Di Lộc 3-1. Đập bóng tốt, đội điểm cho đội Trường Học 2-3. Có được con. Đánh bóng không qua, đội điểm cho đội Di Lộc 4-2. Đánh bóng không qua, điểm cho đội Di Lộc 5-2. Đưa chỗ đường chết rồi đâu. Tập bóng tốt, đội điểm cho đội Trường Học 3-5.
Đó phân ra lưới. Điểm cho đội Trường Học 4-5. Đội Trường Học là Phú Giang Linh. Đặt bóng 2 lần. Điểm cho đội Trường Học 5-4. Bỏ bóng tốt. Đội điểm cho đội Chí Lực 6-5. Bỏ bóng không ra. Điểm cho đội Chí Lực 7-5. Đập bóng tốt. Điểm cho đội Chí Lực 8-5. Đóng công qua, đội điểm cho đội Trường Học 6-8. Hưng thân bóng. Bắt bóng tốt. Điểm cho đội Trường Học 7-8. Bắt bóng ra ngoài, đội điểm cho đội Chí Lực. Đội bóng một không tốt, điểm cho đội Chí Lực 10-7. Các cầu thủ Trường Học cố lên. Bỏ bóng tốt, điểm cho đội Chí Lực 11-7. Vượt con. Vượt hai. Điểm cho đội Chí Lực 12-7. Cầu thủ Ngọc Bá bên phía đội Chí Lực có những pha phát bóng rất là hay và lăn lẽo. Đánh bóng không qua, điểm cho đội Chí Lực 13-7. Lên giờ là 3-2 ông Đình, ông hụt hiểu luôn. 1 đánh vừa là mấy thằng chữ. Đội điểm cho đội Chí Lực, đội điểm cho đội Trường Học 9-13, 8-13. Mình là lên sau mình.
Đợt tập kết, điểm cho đội Tư Ngọc chính 13. Đánh bóng không qua. Điểm cho đội Tư Ngọc 10-13. Đang đánh chuyển đi này, đang chuyển đi. Tập đấu tới, đội điểm cho đội Tư Ngọc 14-10. Lên cái bàn anh, lên lên trên đồng viên của Vũ đi. Về về trên bóng viên đón xem đi. Được con. Rất hay. Pha cứu bóng bằng chân của cầu thủ đó. Đợt tập kết, điểm cho đội Tư Ngọc 15-10. Phát bóng thông qua, đội điểm cho đội Tư Ngọc 11-15. Thầy Võ Sơn phát bóng. Đợt bóng tốt, đội điểm cho đội Tư Ngọc 16-11. Bóng chặt tay trắng ra ngoài, đội điểm cho đội Tư Ngọc 12-16. Các cầu thủ Vũ Tư Ngọc cần phải cải thiện hơn việc trong việc chắn bóng. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho đội Tư Ngọc 13-16. Phát bóng không có lưới. Đội điểm cho đội Tư Ngọc 17-13. Khoảng cách bây giờ là tuyển. Đội Tư Ngọc cố gắng lên. Đội Tư Ngọc không tốt. Điểm cho đội Tư Ngọc 18-13. Đội chắn rồi. Đội hai bóng không hiểu nhau của đội Di Lộc. Đội điểm cho đội Tư Ngọc 14-18. Phát bóng ra ngoài. Đội điểm cho đội Di Lộc 19-14. Đợt bóng tốt, điểm cho đội Tư Ngọc 20-14. Đợt bóng tốt, đội điểm cho đội Tư Ngọc 15-20. Để bóng rơi từ sau,
Điểm cho đội trung học 16-20. Bắt bóng rất khó chịu. Có một cầu. Đợt bóng tốt. Điểm cho đội Di Lộc 21-16. Cầu thủ cao bên phía đội tuyển Di Lộc có những pha đập bóng rất uy lực. Các cầu thủ trung học cần tăng cường bắn chắn trên lưới. Phát bóng ra ngoài. Đội điểm cho đội trung học 17-21. Đập bóng tốt. Đội điểm cho đội Di Lộc 22-17. Quả bóng tốt. Đội điểm cho đội trung học 18-22. Đi Lộc mà chiều này thua trường học gây nha. Rồi mấy đứa trẻ đó nha này. Rất hay, qua một bóng sai của thầy Võ Sơn. Điểm cho đội trung học 19-22. Qua sân, qua chân, điểm cho đội trường học 20-22. Khoảng cách bây giờ chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Một pha phát bóng rất khó chịu của Thế Tùng. Chấn bóng tốt, điểm cho đội Di Lộc 23-20. Điểm bóng cho đội Di Lộc 24-20. Đập bóng tốt. Đội điểm cho đội trung học 21-24. Em hai chị ơi. Chưa, mới được một set. Thắng. Ba chân đội điểm cho đội trung học 22-24. Làm giả cố gắng đi, đánh bộ hay. Bất công. Thế này là trận đấu thứ nhất. Đội tuyển Di Lộc đã giành chiến thắng với tỷ số 25-22.